Xin chào quý vị cùng toàn thể quý khách hàng. Em là Phạm Thương, đang kinh doanh ô tô xe cũ tại địa chỉ 79 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Hôm nay thì bên em vừa mới về một chiếc xe cực kỳ lướt. Đây chính là chiếc Mercedes S450 sản xuất 2019. Xe chạy rất ít, đấy, siêu lướt luôn ạ. Mới được có hơn 20.000 km một chút thôi. Nhìn sơ qua cái ngoại thất của cái S450 này thì mọi người có thể nhận thấy luôn là chiếc xe này đã được nâng cấp một số các cái chi tiết lên thành cái phiên bản của Maybach S600. Đấy là gồm có phần đầu trước, ba đời sốc trước, mặt ca lăng, phía bên này thì là bộ mâm rất đẹp ạ. Đấy. Body của Mercedes S600 đấy, Maybach S600 rất đẹp luôn. Như em vừa nói thì chiếc xe này mới vận hành được 20.000 km một chút. Tên cá nhân, một chủ sử dụng từ đầu, bảo hành bảo dưỡng rất cẩn thận, lý lịch lịch sử cực kỳ đầy đủ. Chính vì vậy mà về chất lượng xe mọi người hoàn toàn yên tâm. Rồi bây giờ em mời mọi người đi sâu hơn một chút về chiếc S450 này. Mọi người có thể nhìn thấy là chiếc xe này nó là hai màu, là người ta dán độ như kiểu Maybach ấy ạ. Và thực ra là cái màu chính xác của nó là màu đen, còn cái ở phía này là dán đề can ạ. Nếu mọi người không thích có thể bóc ra và đánh bóng thì như mới luôn. Rất xuất sắc. Xe nguyên bản 100%, sơn zin 100% luôn đấy ạ. Bây giờ mọi người mà bóc cái đề can này ra thì nó không khác gì xe mới cả. Nội thất một kem. Nội thất kem là cái nội thất theo đánh giá của em thì nó là đẹp nhất trong các phiên bản màu nội thất khác như là màu nâu hoặc là đen. Nó làm cho cái xe rộng rãi hơn và sáng hơn, sang trọng hơn. Cái điều cơ bản của chiếc S450 này là nội thất nó rất mới. Mọi người nhìn ạ. Em quay cận cảnh chi tiết luôn cho mọi người xem này. Sờ ấy, cảm giác như nó còn phấn của xe mới luôn. Cực kỳ xuất sắc. Đây ạ. Rồi, em nổ máy một chút. Loa, hệ thống loa cũng đã được độ lên giống như ở trên bản Maybach. Loa xoay đây, cùng master. Tất cả đều còn rất mới. Chưa có một vết xước gì luôn. Đấy, người ta bảo hoa hậu còn có vết xước nhưng mà còn có vết sẹo, nhưng mà cái xe này thì em chưa thấy một vết xước nào. S450 2019, 20.000 km, không thể mới hơn. Nâng hạ gầm, rất nhiều chế độ lái, hỗ trợ lùi chuồng, vân vân, loa Blue Master, ghế massage, rồi phanh điện tử, rất nhiều. Hiện tại thì chiếc S450 2019 này thì em đang bày bán tại 79 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội với giá là 3.750.000.000. Đấy, mọi người quan tâm đến chiếc Mercedes S450 2019 này thì em mời qua trực tiếp salon hoặc liên hệ đến số điện thoại 0966 232 979. Bên em thì đã kiểm tra và test xe rồi trước khi mang về salon, có biên bản cam kết với khách hàng xe
nguyên bản không đâm đụng, không ngập nước. Hỗ trợ trả góp lên đến 70-75% giá trị xe, giao xe tận nhà đến tay quý vị khách hàng. Xin cảm ơn quý vị và các anh chị đã dành thời gian theo dõi video của Phạm Thương. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại trong những video sau.